À, cho em xem thải độc gan ở đây. Trời ơi cả nhà ơi, sao mà Hà cứ đi mua mấy cái đồ đấy là Hà thất bại rồi. Không mua được cái gì hết nha cả nhà. Hà nói thật với cả nhà, nên quần áo Hà mặc cái toàn là cái đồ mà nói chung là nó cũ lắm rồi, từ bao nhiêu năm về trước ấy. Hà về đây nói chung lại là cả được về áo này, Hà ở nha là coi như là được hơn 10 năm một chút xíu ấy, hơn 10 năm một chút xíu, 11 năm hay gì đấy có đó. Nhưng mà mọi người biết không, nói thật sang năm chắc 12 ấy năm rồi. Nhưng mà mọi người biết không, toàn quần áo cũ của Hà mặc không á, nói chung lại á là nó không có lên ký, không có lên cân. Cho nên lời lời đờ cái chỗ đấy không lên cân. Cho nên là quần áo cũ cứ thế ta mặc nhé cả nhà nhé. Cứ thế ta mặc. Bây giờ mọi người cứ hỏi Hà á là chị ơi chị mua cái đấy ở đâu đấy, thì thôi chị cũng nói, bây giờ chị nói thật đó, nếu mà ai hỏi quần áo chị mua có gì đẹp đâu cô. Không có gì đẹp hết mà mà bán giá Black Friday ấy mọi người biết không? Trước Black Friday ấy, bán giá khác, tới lúc Black Friday ấy, tăng giá lên xong rồi giảm xuống cho người ta. Cho giá lên xong rồi giảm xuống. Cái này á, khi mà ho như vậy nè, Hà có nghe Vi á, Vi mà Vi thẩm mỹ á cả nhà, nói chị ơi chị cứ ho vậy á, chị cứ uống nước ấm vào gái là chị không ho mà thiệt nha cả nhà nhá, uống nước ấm là hết ho luôn. Đều lắm. Bán giá bình thường cho mày tới lúc Black Friday dán cái giá cao lên trên, xong rồi lại tụt xuống cho người ta, mà đâu có tụt đâu, cuối cùng vẫn giá còn mắc hơn cả cái giá cũ nữa. Cho nên là đây này cả nhà, Hà nãy giờ Hà nói là lúc cuối là kiếm con dao để Hà mở. Ôi, cái con dao của Hà đây. Đây nhá, mọi người biết không, nếu mà là cái gan á thì mọi người biết không, cái nước gan á Hà gửi cho khách á là có gắt á, nói là nó cũng bị ấy đấy cả nhà, nó cũng bị bể, nó cũng xì ra một cái đấy mọi người biết không. Hà không có nhớ hết cái này cho nên là Hà phải ghi vào cái chỗ này nhá cả nhà nhá. Cái này á là nó là cái này này mà cả nhà biết không, cái này Hà ghi vào đây. Tại sao Hà ghi nó vào đây là tại vì mọi người biết không, cái mộc như thế này tức là nó có của tập đoàn Samsung. Mà Samsung ấy thì mọi người biết không, nó được giống như là sao, nó là chịu trách nhiệm để sản xuất cái sản phẩm này, và nó được xác minh là cái sản phẩm này có được đăng ký nhé cả nhà nhé. Đó là những cái mà Hà ghi vào đây để Hà nhớ, bởi vì Hà hay có những cái này mà Hà tham khảo, nhưng mà thật sự Hà không thể nào nhớ được với cái của nó nhé, bởi vì nó là những cái mà về giống như thương mại ấy, mình không có nhớ hết được. Đây, cái này á, thì nó là một cái gọi là cái gì, cái tiêu chuẩn mà sản xuất thực phẩm nhé cả nhà nhé. Và nó là cái là nó được chứng nhận là được cái chức được là cái chức năng về sức khỏe nha, thực phẩm chức năng sức khỏe nha cả nhà nhá. Đó. Còn cái này nữa đó, còn cái thương hiệu này nó là cái dạng mà thực phẩm chức năng này, nó là của Bộ An toàn thực phẩm nha. Nó là của Bộ An toàn thực phẩm dược phẩm nha cả nhà nhá. Cho nên là mọi người yên tâm. Những cái này Hà lấy ấy, thì nói chung là Hà hay tham khảo và Hà hay coi. Cái này á thì mọi người biết rồi đấy. Một hộp này nó được 60 viên nhá cả nhà nhá. Cái này là cái mà nó làm chống cho cái men gan cao nữa luôn nhá cả nhà nhá. Mọi người biết không, cái bình thường ấy, cái gan ấy, chị ơi em hai bịch kẹo sâm. Em lấy sâm dẻo đúng không Trà My? Sâm dẻo hay là sâm cứng? Nguyễn Thị Trà My. Chỉ có kẹo sâm cứng này, kẹo sâm dẻo nè. À, một bịch táo đỏ. Lấy kẹo sâm dẻo hay cứng cho chị ghi nhé. Trời ơi, cái bịch táo đỏ của Hà. Trời ơi, cái táo của nó thật sự, cái quả của nó to. Trời ơi, Yến ơi. Yến ơi, Yến ơi, feedback dùm cho chị cái táo cái Hà ơi, feedback dùm cho Hà cái táo cái, trời ơi, cái táo nhà Hà. Mọi người ăn rồi, mọi người nhớ gửi cho Hà một cái feedback với. Cứng chị ơi, à, con nhỏ này nó thích cứng nè. Con nhỏ này nó thích cứng nè.
Cái kêu của nó là dẻo nha, chứ nó không phải là nó là mềm nha cả nhà nhá. Nó là dẻo nha cả nhà nhá. Cái này á thì mọi người biết không, cái chức năng của nó nha cả nhà nhá, nó tăng cường cái chức năng thải độc gan cho mình nha cả nhà nhá. Bởi vì gan á, thật sự mọi người biết rồi đấy, gan á, mọi người không bao giờ, nó không bao giờ có một cái triệu chứng gì mà để cho mọi người phát hiện ra cái gan. Bởi vì cái gan của mình ấy, nó làm việc nhiều quá đó mọi người biết không? Khi mà nó mà đã, khi mà mọi người phát hiện ra rồi ấy, thì lúc đấy là đã bị bệnh rồi. Thường ấy, gan là nó rất khi nó có một cái biểu hiện rõ rệt lắm nha cả nhà nhá. Mọi người biết là đấy, ai cũng nói, nếu mà mọi người không tin, mọi người cứ gõ vào trong ấy, mọi người sẽ thấy được là người bác sĩ người ta cũng vẫn nói về cái tình trạng là cái gan nó là như vậy. Nó không có biểu hiện rõ rệt đâu. Khi mà mọi người phát hiện ra một cái gì đấy ấy, là lúc đấy là đã do gan nó tái phát ra nhiều rồi nha cả nhà nhá. Đó. Mọi người biết cái này nó còn hỗ trợ cho mình bị cái thành phần mà giống như là bị nhiễm cái viêm gan mà siêu vi B, virus siêu vi B luôn nhá cả nhà nhá. Nó ngăn ngừa cho mình luôn nhá cả nhà nhá. Rồi còn có cả là nó tức là làm sao mọi người biết không? Cái này á, theo Hà được Hà biết luôn đấy, nó chuyển hóa nha cả nhà nha. Nó dịch chuyển hóa ra sang từ cái chuyển hóa từ những cái chất béo này, cái chất đạm này, cái chất mà dầu giống như là cái protein này và cái chất gọi là cái gì nữa nhỉ? Cái hóa chất trong đó nha, nó chuyển hóa cho mình luôn nhá. Đó, cho nên là rất là tốt, nó bảo vệ gan cho mình rất là tốt nhé cả nhà nhá. Đó. Bảo vệ gan này, phục hồi tế bào gan này, cả nhà ơi. Nó còn có chứa cái thành phần ở trong này á, Hà thấy nó có, trong này nó có cả hai cái dạng vitamin ở trong này nữa nhé cả nhà nhé. Nó là có vitamin B1 và vitamin B2 nằm ở trong này nữa luôn nhé cả nhà nhé. Hà thấy luôn đó, cái này luôn. Cái này á, thật ra mà nói á, thì người ta nói khuyên dùng cho những người nào ấy mà mọi người biết không? Thường xuyên mà giống như là mình đi nhậu này, mình uống, ăn uống nhiều á cả nhà. Mình uống bia, uống rượu nhiều nha cả nhà nha. Mình cũng nên sử dụng nó luôn để nó thải độc gan cho mình nha cả nhà nha. Và những người mà làm đêm này, những người mà làm thức khuya này kia, làm đêm nhiều này. Đó, đó. Vì mệt mỏi, vì công việc quá sức luôn nha cả nhà nha. Bởi vì khi mình quá sức rồi ấy, thì cái gan của mình nó sẽ yếu, mà nó sẽ không có, đúng như nó không có chuyển hóa cái thức ăn, nó không có thải độc cho mình ấy. Thì nó sẽ làm cho mình, cái gan mình nó yếu nha cả nhà nha. Nó hỗ trợ điều trị nha cả nhà nha. Hỗ trợ điều trị gan nha cả nhà nha. Đấy, rất là tốt cho cái này. Một hộp của nó 60 viên nha cả nhà nha. Một hộp của nó được 60 viên. Một ngày chỉ uống một viên thôi nhé cả nhà nha. Một ngày chỉ một viên thôi. Mình ít nhất mình trong này á, là mình cũng uống được 2 tháng rồi cả nhà. Cái này á, thì mọi người biết không, khi mà Hà uống á, mọi người tin không, Hà uống á nha, ngay cả nước nghệ Hà cũng uống. Nước nghệ một ngày nha cả nhà nhá. Hà uống một bịch nước nghệ buổi sáng nha cả nhà nhá. Trước khi Hà ngủ dậy á cả nhà biết gì không? Thật bình thường nha, là Hà uống một ly nước trước khi ngủ dậy nha cả nhà nhá, là Hà đã có một ly nước uống ngay trực tiếp luôn, uống ngay luôn á. Uống ngay và luôn. Thì bây giờ ấy, Hà lại cho một bịch nước nghệ vào. Thay vì một ly nước đó, Hà cho một bịch nước nghệ vô. Và Hà uống luôn cả ba viên Hanami nội tiết tố luôn nhé cả nhà nhé. Hà uống luôn trong đó luôn. Một ly nước nghệ đó và ba viên nội tiết tố luôn. Làm luôn một lúc vào một buổi sáng luôn. Xong tới đó rồi bắt đầu cà phê cà pháo này nọ kia nhá. Không hề gì hết nha cả nhà nhá. Thật sự cái viên nội tiết tố đấy á, khách của Hà review, mọi người thấy rồi đấy, Hà có đưa lên đấy, nói luôn, thật sự luôn. Cực kỳ là tốt nha. Và mọi người biết không, tin Hà đi. Mọi người đi toilet đều như vắt chanh luôn. Hà nói thật luôn. Cái mà mọi người 2 ngày, 3 ngày mọi người không đi được, nói thật với cả nhà, rất là khó chịu đúng không? Mà cái bụng mình nó sình, nó lên trướng lên, nó rất là làm cho mình khó chịu đúng không? Lúc nào mình cũng nhìn thấy cái bụng mình nó như vậy đúng không? Nhưng mà với cái này Hà nói thật, sáng cứ một ly nước, mọi người cho một cái nghệ vào luôn cho Hà luôn. Uống luôn, thay vì mình uống một ly nước không, cho nước nghệ vào. Mà nước nghệ vào nó đâu có mùi vị gì đâu cả nhà, không có một cái mùi vị gì hết. Tăng cường cho tốt cho cái dạ dày của mình nữa.
Đó, đó là những cái thực phẩm chức năng nha cả nhà nhá. Hà thì bình thường ấy, cái bao tử của Hà nó cũng khá là yếu yếu, nhưng mà bình thường không ấy thì nó không có đau. Nhưng mà khi nào ấy mà mọi người biết là đấy, nó mà mình cứ suy nghĩ nhiều đi, nó cũng dẫn ảnh hưởng đến cái bao tử của mình rất là nhiều nhá. Một ngày mình chỉ uống một viên thôi nhé cả nhà nhá. Một ngày một viên thôi. Hà coi cái giá này và Hà sẽ báo giá cho mọi người nhé. Không có mắc lắm đâu mọi người ơi. Hà cho mọi người cái giá tốt nhất để cho mọi người có cái để mọi người sử dụng nhé. Không có bán mắc cho mọi người đâu. Nên là mọi người yên tâm luôn. Hà coi cái sản phẩm đấy của Hà nó ở đâu rồi. Quên đời nó ở đâu rồi. Chết rồi. Không có nó ở đây rồi cả nhà ơi. À đây đúng rồi, Hà có ghi ở dưới này sao á. Cái này đâu rồi nhỉ? Tại sao cái này nó lại không có giá ở trong này trời? Chết rồi. Chết rồi cả nhà ơi. À không có giá ở trong này rồi. Không có giá ở trên này rồi cả nhà ơi. Một lát nữa nếu mà Hà chạy xuống dưới nhà, Hà báo giá lại với mọi người nhé. Cả nhà nhé. Hà nghĩ là nó khoảng chừng 30 đồng, dao động từ 30 đồng trên 30 đồng thôi nhé cả nhà nhé. Một hộp nhé cả nhà nhé. Mọi người yên tâm. Những cái thực phẩm chức năng này nếu mà nói là rẻ thì cũng không phải là rẻ. Mình uống cái này là 2 tháng, kệ vì cái này nó có 60 viên thôi. Còn có những cái một hộp của nó tới 180 viên lận nha. Là chẳng hạn như những cái xương khớp như thế này này, Hà bán 40 đồng này cả nhà. Những cái này á, thì nó Hà bán thì như nó là 30 đồng hay trên dưới gì đấy, 30 đồng trên dưới gì đấy. Nói chung là cái bộ gan này nhá cả nhà nhá. Cái bộ gan này. Còn cái này á, thì mọi người biết rằng Hà bán nó là 40 đồng. Cái này nó được tới 180 viên lận nhá cả nhà nhá. Nhưng mà một ngày mình uống 2 viên sao đó. Một ngày mình uống 2 viên đó. Hà có nói đó. Một viên 2 viên gì đấy đó. Hà có nói đó. Ngày 2 viên. Ngày 2 viên nhá. Một lần. Một lần mình uống 2 viên nhưng mà uống với lại nhiều nước nha cả nhà nha. Cái bổ xương khớp này là bổ xương khớp này của Quang Đông nha cả nhà nha. Tức là nó hỗ trợ cho mình về cái vấn đề như là cái tay kề len này, hoặc là mình đau nhức những cái xương của mình, những cái bắp, những cái cơ của mình nha cả nhà nha. Thì nó hỗ trợ cho mình nha cả nhà nha. Chị Bình một hộp nè. Giá không có mắc đâu. Hà nói thật, Hà sẽ để cho mọi người cái giá cực kỳ là yêu thương để mọi người có cái để mọi người xài nhé. Cái này nó hỗ trợ cho mình quá là nhiều ở trong này luôn đó cả nhà. Nó quá là nhiều cái chức năng ở trong này luôn á. Cho nên là mọi người biết không, Hà có, mọi người cứ lấy nhanh cái là mọi người có hàng, Hà cửa ngay cho luôn cho Hà cho mọi người luôn. Một cái bộ gan viên nhé. Hà nghĩ nó dao động khoảng cỡ đó đó. Cảm ơn chị Bình nhé. Còn cái này á, Hà bán là 40 đồng này cả nhà. Nó là được, nó hỗ trợ này, sụn khớp cho mình này. Và nó hình thành cái mô liên kết trên cái, nó duy trì cái chức năng trên cái xương khớp cho mình á. Và nó giúp cho cái xương của mình chắc và khỏe này. Đó. Và ngăn ngừa được cái bệnh loãng xương nữa nhé cả nhà nha. Cái này là của nhà thuốc Quang Đông ở bên Hàn nha. Những cái này á thì thường trong nhà thuốc Quang Đông ấy là người ta hay bán ở trong những cái nhà thuốc nha cả nhà nha. Cái hiệu này hiệu Quang Đông. Thanh Vân Nguyễn này, em lấy một hộp bộ gan ha. Yên tâm đi Hà, tí nữa nếu mà có gì đấy Hà xuống dưới nhà cái là Hà sẽ tìm cái giấy đấy, Hà sẽ báo giá chính xác cho mọi người. Nhưng mà nó giá nó dao động cỡ đấy thôi. Hà biết là cái giá Hà không có bán mắc cho mọi người đâu. Mọi người biết không, mình cũng uống được 2 tháng. Đó, rẻ mà. Rẻ giá khá là ok luôn nhé cả nhà nhé. Đó, cái này thì Hà bán có 40 đồng, 180 viên. Hà bóc ra thử coi cho mọi người coi thử nhé cả nhà nhé. Đây. Cái này Hà không có nhiều đâu cả nhà, không có nhiều đâu. Hà sẽ lên mỹ phẩm nha mọi người. Đây không có là mọi người sẽ đây nó như thế này nhá cả nhà nhá. Trong này nó có là một cái hộp của nó nhá cả nhà nhá, bởi vì nó còn bọc ở trong này nữa. Cho nên là một ngày á mình uống 2 viên mà uống nhiều nước nhá cả nhà nhá. Uống nhiều nước cho Hà. Cái này, những cái này này. Yến Nguyễn này, em một hộp bộ gan này.
mọi người biết không? Nước với viên khác nhau không chị? Nó hầu như cái công dụng của nó cũng đều đều cỡ 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 như nhau như vậy đấy, nó cũng đều đều như nhau như vậy đấy. Thì có người thì uống nước, nước cái thì nó là cái mát gan, biết không? Nước ấy, Uyên ơi, nước ấy nó là một cái mát gan nhé cả nhà nhá. Còn cái này á, nó còn hỗ trợ cho mình trong cái vấn đề mà giống như là bị được giảm được cái men gan cao nữa nhé cả nhà nhá. Đó, trong cái nước mát gan kia đó thì nó là cái mà nó lọc gan, nó mát gan. Còn cái này á, là nó dạng như là nó là cái mà giống như là cái gan này á, tức là nó phòng chống cho mình á, giống như là viêm nhiễm, viêm gan siêu vi B này, hoặc là nó có thể nó giúp cho mình cái mà cái mà chống lại cái men gan cao. Những người, những chị em nào mà hay giống như là sử dụng thuốc tây nhiều ấy cả nhà, thuốc tây nhiều ấy thì là nó sẽ hay bị cái men gan cao lắm, đa số nhé cả nhà nhá, đa số là bị như vậy. Nếu mà dùng thuốc tây nhiều ấy, nó là như vậy. Đó. Cái này á, cái viên thuốc ấy thì nó hơi khác cái nước một chút xíu. Đó, nó là như vậy đấy. Nó hỗ trợ thêm nhiều, còn cái nước ấy thì nói chung là nó làm giống như là nó mát gan, nó giải độc cái nhiệt này kia nhiều. Đấy. Còn những cái này nó lại hỗ trợ cho mình thêm những cái khác nữa. Đó, nó như vậy đó. Đó, cái thành phần của nó như vậy đó. Đó. Ok chưa cả nhà? Hà sẽ lên mỹ phẩm một chút xíu cho cả nhà mình nhé. Cả nhà ơi, Hà lên cái gì bây giờ ta? Mọi người ơi, Hà sell cái này cho mọi người nhé.